Xin chào mọi người. Hôm nay là tối ngày 17 tháng 3 năm 2021. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay thì nhà cũng có về được một ít loại lan như là kiếm hồng hoàng, kiếm trung hay còn gọi là người ta còn có cái tên gọi khác đó là kiếm Sato Công Tâm. Đó. Vì cái mặt hoa nó cũng tương giống giống như vậy. Mà thật ra thì mình chính xác cái tên địa phương người ta hay gọi là kiếm trung, và cái tên hay dùng tên phổ thông của nó là kiếm hồng hoàng. Đó. Giờ hôm nay thì có 3 hình thôi. Hình số 1 là 80.000 nhé. Đó. Đây, cái kiếm này thì nó có một cái đặc tính là nó rất là dễ vàng lá. Sau khi mà mình nhổ nó về đó, thì nó sẽ rất nhanh vàng lá nha mọi người. Tuy nhiên là được một cái là nó dễ thuần. Nó chỉ cần có cái củ như thế này thôi đó, củ như thế này thôi thì nó sẽ lên mầm khá là tốt nhé. Đấy. Nó không cần lá nhiều. Đấy. Rồi đây là số 1 nhé. Nhiều cây nó cũng đang ra mầm nha mọi người. Rồi tiếp theo là số 2 cũng 80.000 đây. Cái này thì mình về có khả năng là nó sẽ trổ vàng, nhưng mà mọi người đừng có lo nhé. Đấy, nhiều người thấy vàng là tưởng nó sẽ không trồng sống, nhưng mà thật ra là nó chỉ còn cái củ như thế này thôi. Nó đang cái mầm này mọi người. Đấy, mầm nó rất là to rồi nhé. Rồi, hình số 2, 80.000. Và hình số 3 cũng 80.000 nhé. Đấy. Hình số 3 nguyên một dề này nha mọi người. Bông thì bây giờ là cuối mùa cho nên nó đã tàn hết rồi ạ. Đấy, mặt bông nó như thế này nhé. Màu sắc cũng khá là đa dạng, nó cũng thay đổi nhiều. Màu sắc nó từ gam đỏ đến gam vàng. Và ở đây ta có cái thanh đạm này, có cái tên gọi là thanh đạm cổ tròn. Giá hành của nó tròn tròn như thế này. Và hoa thì nó dài. Hoa dài, chùm hoa, đây là chùm hoa nhé. Đây là cuốn hoa của nó này. Hoa nhỏ nhưng mà mọc đều. Đây, hoa nhỏ như thế này. Và hôm nay em có hai hình, hai dề như thế này. Vừa khít cái chậu để mình trồng luôn này. Hình số 1 là 50.000 nhé. Đấy, hình số 1 là 50.000. Và hình số 2 thì cái bụi to hơn là 60.000 nhé. Đó. Đó này trên lá còn đẹp. Rồi tiếp theo là phương vị nha mọi người. Một loại lan thích hợp với khí hậu nắng. Đây, hình này là 70.000. Và cái hình này là có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây nha mọi người. Đó, 70.000. Rồi tiếp theo, đây là lọng. Mà lọng gì thì em cũng không biết tên. Nó cái hoa của nó, đem coi thì cái cuốn hoa nó cũng khá là dài. Và mỗi cái cuốn hoa thì nó có khoảng 3, 5 bông gì đó. Đấy, cuốn hoa nó như thế này. Đây là quả nó này, vừa mới tàn hoa thôi. Và một hình như thế này là 50.000 nhé. Với một hình dài mọi người có thể trồng khoảng được 2 chậu, hoặc nếu mà ghép trên khúc cây thì cũng đều trên một khúc cây đẹp nhé. Là hình số 1. Và đây là hình số 2 ạ. Đó, đây là hình số 2 nhé. Đây này, đó, một chùm nó như thế này. Khoảng 5 bông này. Và đây là lọng xòe hoa vàng nha mọi người. Là lọng xòe hoa vàng. Cũng có một hình thôi. Lọng xòe hoa vàng. Hình này cũng 50.000 nhé. Rồi tiếp theo. Hôm nay thì có một hình kim điệp xuân. Bây giờ nó cũng đã hoa đụng là tàn. Và có một vài cây thì nó cũng còn đang với vời hoa như thế này. Đó. Hình này là 70.000 nha mọi người. Có 2, 4 dề. Đấy, 4 dề. 4 dề này. 4, 5 dề đó. Thì cái 5 dề này mọi người thể ghép được 2 chậu á. Hoa nó khá là thơm nha mọi người. Hoa màu vàng và rất là thơm. Đó. Rồi tiếp theo. Đây là nhất điểm hoàng nhé. Nhất điểm hoàng bây giờ là có khá là nhiều nụ. Mỗi cái ngọn như thế này là nó đều có cái nụ ở phía trong rồi nha mọi người. Đây này, đó, hoa của nó thơm.
và cũng bền hoa nha mọi người, là nhắc điểm hoàng chứ không phải là nhắc điểm hồng nhé. Đây là nhắc điểm hoàng nha mọi người, và một hình như thế này là 70.000. Đây là số 1 ạ. Loại này về vừa đúng lúc để mình ngắm hoa được này. Hình số 1. Rồi mình sang hình số 2. Hình số 2 là như một dề nhé. Đấy, ở trên ngọn nó cũng đã có rất nhiều cái nụ hoa nó đang lú lên này. Là hình số 2 ạ. Và hình số 3 cũng một dề nha mọi người. Đấy, hình số 3 cũng một dề. Đó. Hoa thì cứ lấp ló như thế này rồi. Đó. Đây là hình số 3. Rồi, sang hình số 4. Hình số 4 cũng 70.000. Được 2 dề nhé. Đó. 3 dề chứ. Hình số 4 được 3 dề. Đây. Khá là nhiều bông và nụ nha mọi người. Đây là số 4 ạ. Rồi em sang hình số 5 nhé. Hình số 5 đây. 2, 4, 6 dề nhé. Hình số 5, 6 dề nhỏ. Rồi em đây là số 5. Và loại tiếp theo đó là hoàng thảo tam bảo sắc. Hôm nay hoàng thảo tam bảo sắc cây ra đã rất là tốt rồi nha mọi người. Đây là mầm này, mầm gốc nó ra khá là dài rồi. Một hình, hôm nay chỉ có một hình như thế này thôi. 100.000 nha mọi người. Đó. Bây giờ là mình về cái loại này là mình về mình cột lên, treo lên. Rồi mình sẽ chờ hoa. Đấy. Nó những cái thân này gọi là thân hoa này. Đấy, thân hoa là chuẩn bị nó cho hoa. Hoa của nó cũng khá là đẹp và sai nhé. Nó gọi là hoàng thảo tam bảo sắc. Đó. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dề nha mọi người. Đó. 100.000. Rồi tiếp theo ở đây là có loại này gọi là tóc tiên nha mọi người. Đó. Tiên bây giờ cũng đang mùa hoa. Một hình là 80.000. Và một hình như thế này khoảng là mười mấy cây á. Em đếm xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cây gì đó nha mọi người. Đó. Đây là số 1. Và đây là số 2 ạ. Đó, số 2 đây. Rồi bên đây là số 3 nhé. Đó, số 3 đây ạ. Và đây là trứng bướm túi tròn. Đấy. Bướm túi tròn nha mọi người. Loại này mình cũng là loại lan sưu tầm, là có màu hồng tím rất là đẹp. Hoa nhỏ. Đây. Đây là chùm quả của nó này. Thì mọi người tưởng tượng hoa nó sẽ nhỏ như thế nào. Đấy. Nó sẽ mọc sát ở trong nách lá và mọc theo chùm. Đấy. Một thân như thế này có thể là có khoảng mấy chùm bông á. Khi mùa hoa cũng rất là đẹp nhé. Rồi cái ở đây là cái loại trứng bướm túi tròn này em có 3 hình và mỗi hình là 50.000 nhé. Đây là số 1 ạ. Số 1 đây ạ. Và đây là số 2. Số 2 nhé. Và đây là số 3. Và tiếp theo đây là đại bạch hạc nha mọi người. Đấy, một loại lan hoa cực đẹp và thơm nữa. Đấy, hoa rất to nha mọi người. Đó. Đây, em quay cái bông hoa cho mọi người xem này. Đấy, hoa này nói là cái hoa nó đang nở nhưng mà do mình đi hái nó bị gãy cánh rồi. Đây là số 1 nhé mọi người. Mỗi hình là 80.000, hôm nay em có 10 hình và mỗi hình là 80.000 nhé. Hoa rất là thơm. Lúc đang quay mà cái mùi thơm nó cũng bay lên mũi em. Nồng nàn luôn á. Hoa rất là thơm nha mọi người. Hoa vừa đẹp vừa thơm và to nữa này. Đấy, mọi người thấy không? Đây là hình số 2 ạ. À. Em đếm xem thấy cái hình số 2 mấy cây này. Một số cây nó đang nụ như thế này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dề.
lớn nhỏ có nhé mọi người. Đây là hình số 2. Còn ví dụ như hình số 1 là có cái dệt to như thế này thì nó ít dề hơn một tí nhé. Ví dụ dề to như thế này. Đấy. Thân to, mập dề. Thì có được 1, 2, 3, này, 4, này, 5, này, 6, này, 7 này. 7 dề nha mọi người. Được 7 dề. Họ rất là thơm mọi người ạ. Rồi hình số 3. Hình số 3 đây. Đó. Đây là số 3 nhé. Hình số 3 đây. Rồi đây là số 4 ạ. Cứ mỗi hình như thế này là 80.000. Đây, hình số 4 này nhé. Rồi hình sang hình số 5. Đây. Nụ rất là to. Rồi đây là số 6 ạ. Bây giờ là cái một vài, chỉ còn một vài cây nó sót cái nụ thôi. Đây là cái mùa cuối mùa hoa của nó rồi. Một vài bông nó đã tàn hay tàn khô luôn rồi đó. Vài cây nó còn cái nụ như thế này. Là số 7 nhé. Rồi sang hình số 8. Hình số 8 đây. Hình số 8 cây lùng lùng lùng. Rồi đây là số 9 ạ. Số 9 nhé. Rồi tiếp theo hình cuối cùng, hình số 10. Đây hình số 10 đây mọi người. Đó. Công nhận hoa rất là đẹp mọi người ạ. Và loại cuối cùng đó là gen thịnh hy. Gen thịnh hy là một loại lan đặc hữu của vùng Cam Tâm của em. Hoa của nó là hoa màu trắng nhỏ và mọc dập theo thân như thế này nhé. Để em quay cái hoa cho mọi người xem. Tìm cái cây nào nó đang có hoa. Ở đây hoa nó cũng héo rồi. Ở đây cái nụ đây. Đó. Hoa cái nụ hoa như thế này. Và nó sẽ mọc trên cái mắt, mỗi mắt là khoảng 2-3 bông. Đấy. Đây ví dụ như cái mắt này. Đấy, chùm đây có 3 bông. Đó. Một số cây vẫn chưa ra hoa nha mọi người. Mình về mình ghép lên là hoa nó sẽ, cái nụ hoa nó sẽ ló ra. Vì bây giờ là bắt đầu mùa hoa của nó. Mới bắt đầu thôi chứ chưa hết mùa nha mọi người. Rồi hình số 7, hình số 1 70.000. Đây là khoảng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 về gì đó. Đó. Rồi tiếp theo đây là hình số 2. Số 2 đây nhé. Đây, hoa nó như thế này. Hoa này nhé. Quay không rõ. Nó sẽ mọc lưa thưa kiểu như là bay. Đây này, nụ nó như thế này. Rồi đây là số 2 nhé. Vậy là hôm nay em đã quay xong hết tất cả cái loại lan của kênh của em tối nay rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em là Sa và em xếp hàng toàn quốc nha mọi người. Mọi người có thể liên hệ bằng số điện thoại là 0938203714 hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại này luôn nha mọi người. Đó. Em xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo ạ.